À, đây là bãi tắm Cổ Thạch các bạn, và các bạn còn khám phá tới đây thì bãi tắm Cổ Thạch ở huyện Bình Thạnh, ở huyện Tuy Phong. Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận các bạn. Bãi tắm này lúc này bây giờ là đã gần 6 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn còn rất là đông khách, đông người tắm. Đây là phía trên này là khu nhà ăn, khu nhà nghỉ, ăn uống. Ở dưới đây là bãi tắm Cổ Thạch. Và xa xa phía về gần bãi tắm đó là cái bãi đá bảy màu các bạn. Bãi đá bảy màu nổi tiếng đó. Nó có những cái màu óng ánh lên do rêu tạo ra. À, giờ này chiều tối rồi kìa, có mưa lất phất nhưng mà vẫn còn rất nhiều người tắm, rất nhiều người tắm. Rồi các bạn đang tham quan cùng khám phá tới đây trên mọi miền đất nước, các bạn mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi video, chia sẻ video cho mọi người cùng xem để chúng tôi có động lực tiếp tục phát triển những video tiếp theo. Đây bãi đá các bạn, bãi đá cái bãi Cổ Thạch đây, thú vị các bạn. À, chúng ta đang có một loạt series video về Cổ Thạch. Khách du lịch nườm nượp, nhà nghỉ thì là hết chỗ. Đây các bạn thấy không, ở trên nhà chúng ta nghỉ và ăn uống, ở dưới này tắm. Đây đã có một chú đang cứu hộ, chú ngồi quan sát cứu hộ. Hôm đá có một cô đang ngồi, đó là cái tượng các bạn, cái tượng chứ không phải một cô đâu. Hồi nãy giờ chúng tôi thấy ngồi rất là lâu rồi, đây như vậy là cái tượng. Các bạn có thấy không? Một cái tượng màu đây cái tượng đây các bạn, các bạn có thấy cái tượng đây? À, phía xa xa là cái tượng Phật, cái tượng của ông Thắng Thánh màu đỏ nữa. Ở đây là có một cô gái ngồi là cũng là cái tượng luôn nha. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi video giúp mình. À, cảm ơn các bạn rất nhiều.